đã đến với kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Trong bóng đá, có một kỹ thuật sút bóng luôn mang đến cho người xem cảm giác thỏa mãn và hưng phấn nhất. Có lẽ chúng ta phần nào đoán được đó là kỹ thuật sút bóng kiểu cứa lòng, kiểu sút mà có thể vẽ nên những đường cong tuyệt vời vào lưới của các cầu thủ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem những pha đặt lòng cực đẹp mắt mà đáng lẽ nó chỉ xuất hiện trong game FIFA. Đối với người hâm mộ bóng đá toàn thế giới thì nói về Arjen Robben là phải nhắc tới một trong những thương hiệu của Robben là có khả năng cứa lòng tạo nên những tuyệt phẩm. Bàn thắng sau đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Bayern Munich trước Barcelona của Robben. Sau khi nhận bóng từ Schweinsteiger, Robben đã có màn solo ấn tượng bên cánh phải trước khi sộc vào vòng cấm tung ra cú cứa lòng làm bó tay thủ thành Van Dijk. Đây lại là một bàn thắng khác của Robben, nhưng nó vẫn theo một kịch bản cũ. Bàn thắng này là mở đầu cho chiến thắng của Bayern Munich trước Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017. Nhận bóng bên cánh phải, đi bóng vài nhịp và tung cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái vào góc cao, hạ gục thủ thành David Ospina. Các cầu thủ Arsenal đều đoán được Robben sẽ làm như vậy, nhưng họ không thể làm gì để ngăn cản. Messi đã mở đầu cho chiến thắng của Barca trước Manchester United bằng một siêu phẩm ngoài vòng cấm. Phút 16, Lionel Messi cướp bóng trong chân Ashley Young rồi đi bóng khéo léo vượt qua Fred trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đánh bại David De Gea mở tỷ số trận đấu. Trong trận này, Messi đã lập cú đúp chấm dứt giấc mơ Champions League của MU. Ở vòng 13 Premier League 2019, Man City đã có trận thắng 2-1 trước Chelsea và người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Man City chính là Mahrez. Phút 37, cầu thủ người Algeria thực hiện cú đi bóng vượt mặt hai hậu vệ đội khách để di chuyển vào trong vòng cấm và dứt điểm chéo góc hạ gục Kepa. Một bàn thắng cho thấy phẩm chất ngôi sao của Mahrez. Bàn thắng sau đây của Ronaldo đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất Champions League 2015-2016. Đó là pha ghi bàn mở tỷ số trong trận Real Madrid làm khách trên sân AS Roma ở lượt đi vòng knockout Champions League. Nhận được bóng từ đường chuyền của hậu vệ cánh Marcelo, Ronaldo bứt tốc ở hành lang cánh trái, sau động tác qua người khá khéo léo.
Ronaldo tung ra cú sút căng bằng chân phải, đưa bóng bay về góc cao khung thành của AS Roma, khiến thủ thành Gianni bất lực. Trong bàn thắng này, Ronaldo đã phô diễn đầy đủ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm căng hiểm hóc của một ngôi sao tấn công hàng đầu. Learning from me, everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be, but honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Trong cuộc tiếp đón Almeria thuộc vòng 30 La Liga 2015, Lionel Messi đã ghi một bàn thắng đẹp, góp phần vào chiến thắng 4-0 cho Barca. Siêu sao người Argentina đã có pha cứa lòng chân trái cực kỳ đẹp mắt, đưa bóng đi theo hình cánh cung, loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ và thủ môn đối phương. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit. Trong chiến thắng 5-2 của MU trước Bournemouth, tiền đạo Anthony Martial đã có một siêu phẩm cứa lòng cực kỳ chuẩn mực từ ngoài vòng cấm địa. Ngôi sao người Pháp vẽ nên một đường cong hoàn hảo, khiến thủ môn đối phương bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Pha lập công vào lưới Bournemouth của Martial đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất trong tháng 7 của Premier League mùa 2020-2021. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion. Trận Montpellier và Paris Saint-Germain ở bán kết cúp quốc gia Pháp đã diễn ra theo kịch bản đuổi bắt khó tin, và Kylian Mbappe bằng sự xuất sắc của mình một tay đã đưa PSG vào chung kết. Sau đây là bàn thắng của Mbappe để giúp PSG vượt lên. Nhận bóng từ cánh trái, ngôi sao người Pháp đi bóng tốc độ thẳng vào vòng cấm, tự tin đảo bóng qua hậu vệ Montpellier, rồi dứt điểm vào góc xa, tái lập thế dẫn bàn cho đại gia thủ đô. Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Mohamed Salah đang ngày một trở thành một sát thủ toàn năng khi không chỉ sở hữu cái chân trái ma thuật mà đến cả chân phải cũng đáng sợ không kém. Điều đó đã được chứng minh với hai siêu phẩm vào lưới Watford tại mùa 2019-2020. Sau đây là bàn thắng đầu tiên của Salah với một cú cứa lòng bằng chân phải rất chuẩn mực, đưa bóng vào góc cao khung thành. Thủ môn của Watford không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá cú đá này của Salah. Phong cách ghi bàn bằng những cú cứa lòng chân phải của cầu thủ chạy cánh nhỏ con Lorenzo Insigne đã trở nên rất quen thuộc với người hâm mộ thường xuyên theo dõi anh. Những cú ra chân của ngôi sao người Italia cực kỳ hiểm hóc là nỗi sợ thực sự với bất kỳ hàng thủ nào tại Serie A, nhưng mặt khác nó lại đem đến sự hưng phấn cho các cổ động viên khi được chứng kiến những pha cứa lòng hoàn hảo của Insigne.
Những pha đặt lòng vừa rồi có lẽ rất đẹp đúng không nào? Tuy nhiên để có thể thành thục kỹ thuật này, đồng thời áp dụng được trong thi đấu là một quá trình tập luyện rất dài của các cầu thủ. Những cú cứa lòng hoàn hảo chính là thành quả mà các cầu thủ mong muốn thực hiện nhất khi thi đấu. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!